Cô Nguyên chào các con. Tuần này các con sẽ học tiếp Unit 7, Unit 7 với chủ đề Intergarten. Tuần trước các con đã học đến Lesson 1 và tuần này cô Nguyên sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các con Lesson 2 and Lesson 3. Activity 3. Listen and chant. Nghe và đọc theo nhịp các con nha. Dòng đầu tiên. Âm g và từ goat con dê. Dòng thứ hai. Âm g và từ gate cái cổng con ha. A goat and a gate. A goat and a gate. Một con dê và một cái cổng, đúng rồi. G, g, girl. G với từ girl có nghĩa là âm g và từ gì đây các con? Yeah, cô bé con ha. Dòng tiếp theo. G, g, garden. Âm g với từ garden. Garden là khu vườn. A girl and a garden. A girl and a garden. Một với các con, một cô bé và một khu vườn. Và bây giờ cô Nguyên sẽ cho các con xem video nha. Cô Nguyên vừa cho các con nghe và đọc theo nhịp. Và bây giờ chúng ta sang hoạt động thứ tư con ha. Activity 4. Listen and tick. Nghe và đánh dấu tick vào ô đúng con nha. Đầu tiên, number 1. Cô Nguyên sẽ cho con nghe để cho các con chọn đáp án đúng nha. 1. There's a gate. Các con nghe được gì nào? Yes, there's a gate. There's a gate. Mình nghe được từ gate là cái gì các con? Cái cổng của mình chọn đây ha. Đáp án B, good job. Rồi, câu số 2, number 2, các con cùng nghe nha. 2. There's a girl. There's a girl. Girl hay goat? Các con cùng nghe lại nè. Rất dễ nhầm nha. 2. There's a girl. There's a girl. Còn nếu mà đọc là con dê nè, there's a goat sẽ có âm cuối t con nha. There's a girl. Yeah, có một cô bé, good job. Bây giờ chúng ta sang học đọc tiếp theo các con nha. Number 5, activity 5, look and trace. Có nghĩa là gì nào các con? Nhìn và đồ theo các con nha. Các con hãy nhìn cách viết của letter G. Letter G. Và đây là cách viết của âm G. Và vừa rồi cô Nguyên đã hướng dẫn cho các bạn xong cách viết letter G và âm G. Bây giờ cô trò mình sẽ sang phần tiếp theo con nha. Lesson 3 với activity 6. Listen and repeat. Nghe và lặp lại con nha. Ở đây có một câu nè, các con cùng nghe thử câu này nói gì nha. There
There's a garden. There's garden. There's a garden. There's a garden. Có nghĩa là gì nè? Từ there's có nghĩa là có không ha? Và từ a là một, garden là khu vườn. There's a garden. Có một khu vườn con nha. Và ở hoạt động số 7 này, activity 7, các con cùng nghe và mình luyện nói với cô Nguyên nha. Ở đây chúng ta có 4 hình nè. Number 1, a garden. Number letter A, câu A, garden. Letter B, câu B, a gate. Letter C, câu C nè con, a girl. Và letter D, câu D, a goat. Rồi, để mà nói có một cái gì đó, mình sẽ có cấu trúc there's a, có một, từ này là có, từ này là một. There's a. Rồi, number one. Rồi, câu A, để mà nói có một khu vườn thì các con sẽ nói là there's a garden. There's a garden. Các con cùng nghe và lặp lại với cô Nguyên nha. There's a garden. Câu B. There's a gate. There's a gate. Có một cái cổng con ha. And number three. There's a girl. There's a girl. Và cuối cùng, có một con dê, mình sẽ nói là there's a goat. There's a goat. Con nha, cô Nguyên nhắc lại. There's a garden. There's a gate. There's a girl. And there's a goat. Phần tiếp theo, activity A, let's sing. Có nghĩa là gì nè các con? Chúng ta hãy cùng hát nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng tập đọc trước từng dòng để mà hát cho đúng nha. There's a girl. There's a girl. Có một gì các con? Yeah, có một cô bé. In the garden. In the garden. In the garden. Trong một khu vườn. A girl in the garden. A girl in the garden. Một cô bé ở trong khu vườn. A girl in the garden. Một cô bé ở trong khu vườn. There's a goat. There's a goat. Có một gì con đấy? Con gì đấy? Yeah, con dê. Có một con dê. In the garden. In the garden. Ở trong. Ở trong khu vườn con nha. A goat in the garden. 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 Một con dê ở trong khu vườn. Các con cùng nhìn hình nè. Có một cô bé. There's a girl. Và có một bạn dê nha. There's a goat. A girl. A girl in the garden. A girl in the garden. Có một cô bé nè ở trong khu vườn. A goat in the garden. Có một con dê cũng ở trong khu vườn con nha. Rồi bây giờ mình cùng tập hát với cô Nguyên nha. There's a girl in the garden. A girl in the garden. A girl in the garden. There's a goat in the garden. A goat in the garden. A goat in the garden. Vừa rồi cô Nguyên đã hướng dẫn cho các con bài học Unit 7 in the garden với Lesson 2 và Lesson 3. Các con hãy học và
và làm bài thật tốt nha. Cô Nguyên chào các con. Yeah, goodbye and see you later.